Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có buổi tiếp và làm việc với ngài Park No-won, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, đại sứ Park No-won đánh giá cao sự hỗ trợ giúp đỡ của tỉnh Hưng Yên đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, đồng thời bày tỏ vui mừng trước những thành tựu về phát triển kinh tế xã hội mà tỉnh Hưng Yên đạt được thời gian qua. Ngài đại sứ mong muốn trong thời gian tới tỉnh Hưng Yên tiếp tục tạo điều kiện cấp phép đầu tư cho dự án công nghiệp sạch do doanh nghiệp Hàn Quốc làm chủ đầu tư, có những chính sách ưu đãi về thuế, kịp thời giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc giúp doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại tỉnh phát triển. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ bày tỏ vui mừng được đón tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam và đoàn công tác. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy khẳng định Hưng Yên luôn coi trọng tinh thần hợp tác thân thiện, hữu nghị giữa Hàn Quốc và Việt Nam cũng như các hoạt động xúc tiến thương mại hợp tác đầu tư tại tỉnh. Những năm gần đây có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào địa bàn tỉnh Hưng Yên, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tỉnh luôn chào đón và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào địa bàn. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy mong muốn Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cũng như cá nhân ngài đại sứ Park No-won sẽ tiếp tục hỗ trợ là cầu nối giúp các doanh nghiệp Hàn Quốc, nhất là các doanh nghiệp lớn có uy tín, có cơ hội tìm hiểu hợp tác đầu tư tại tỉnh. Đối với các đề xuất trao đổi của đoàn công tác, tỉnh Hưng Yên sẽ kiến nghị với các bộ ngành trung ương và giao các sở ngành liên quan tổng hợp tham mưu sớm để đưa ra phương án giải quyết hiệu quả trong thời gian tới.